Chào tất cả mọi người, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta thiết lập một cái bản mixer Yamaha DM3. Thì một cái bản mixer digital thì chúng ta hình dung nó như một tờ giấy trắng á. Thì chúng ta muốn vẽ gì lên đó hoặc chúng ta muốn thiết lập nó thành những cái công dụng như thế nào thì chúng ta sẽ tùy biến một cách nó chủ động hơn, tiện lợi hơn so với cái bản mixer analog. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta thông line. Đây là cái vấn đề quan trọng nhất khi mà chúng ta thiết lập một hệ thống âm thanh. Thì điều đầu tiên chúng ta phải thông line trước ạ. Các hệ thống loa này kia nó phải ra được hết rồi, từ các cái ngõ in rồi ngõ out trên mixer nó phải thông hết, nó phải ra hết. Thì khi đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta tiếp tục chúng ta liên quan tới các cái vấn đề tinh chỉnh chi tiết, ví dụ như là effect equalizer rồi là delay, các cái tính năng khác mọi người ha. Và clip đầu tiên hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta thông line. Thì điều đầu tiên đó chính là dòng mixer này thì nó sẽ có là 16 ngõ in và bao gồm đó là 6 ngõ mid out và 2 ngõ main left right. Thì bây giờ chúng ta muốn là sử dụng cái gì? Chúng ta muốn đó chính là 2 ngõ main left right này. Chúng ta muốn cho ra hai hệ thống loa phông của chúng ta. Và ngõ mid out số 1 đây, chúng ta muốn cho ra hệ thống loa sub. Rồi mid out 2 đây chúng ta muốn cho ra hệ thống loa monitor. Rồi 3 và 4 chúng ta có thể cho ra hệ thống loa delay. Đó thì chúng ta sẽ thiết lập. Rồi 5 và 6 đây chúng ta muốn thiết lập nó ra một hệ thống gì đó thì chúng ta sẽ tùy biến vào cái hệ thống âm thanh mà chúng ta muốn làm chương trình hôm nay. Đó. Thì để mà thiết lập một bài mixer thì điều đầu tiên chúng ta cần quan trọng đến là tín hiệu ngõ in. Chúng ta phải kiểm tra xem là tín hiệu in đầu vào nó đã nhận hay chưa, nó đã thông line hay chưa. Thông thường thì bản mixer digital và analog thì cũng đều được nhà hãng thiết lập các cái tín hiệu in. Chúng ta cắm vào tín hiệu, chúng ta cắm vào channel nào thì nó sẽ nhận ở channel đó luôn thôi, chứ không cần chúng ta phải thiết lập. Khi chúng ta cần thiết lập đó là khi mà các cái bạn làm bên phòng studio khi họ muốn sử dụng một channel nào đó để làm một sao card hoặc là lấy các nguồn tín hiệu âm thanh in và out qua đường USB bằng tín hiệu digital thì họ sẽ phải cần thiết lập khác. Thì về vấn đề đó quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ test thử xem là channel mình đang cắm ở channel số 2 đây ha, để xem nó đã nhận, mình chưa thiết lập cái gì đâu, để mình test xem nó đã nhận tín hiệu đầu vào hay chưa. Mình sẽ bấm vào send của số 2. Mình sẽ nhìn lên màn hình đây. 1, 2, 6, 7. Đấy mọi người thấy nó đã nhận tín hiệu in vào. Và bây giờ mình sẽ cắm thử qua channel thứ nhất để thử xem là in vào nó đã nhận hay chưa, khi trong khi đó mình chưa hề thiết lập. 1, 2. Bấm về send thứ nhất mọi người ha. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. Đấy mọi người thấy nó các tín hiệu in vào nó đã nhận, nó đã thông line ok cả rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải cần cân cái gain, cái ngưỡng âm thanh đầu vào làm sao cho nó không bị quá ngưỡng, nó không bị vỡ âm thanh. Thì chúng ta sẽ bấm vào mục này. Đấy. Thì đây là cái nút gain. Nó tương tự như ở trên cái bản mixer analog, nó có một cái nút gain màu đỏ ở trên cùng để chúng ta cân cái ngưỡng âm thanh đầu vào. Chúng ta nhìn bằng cái đồng hồ nó sẽ biểu thị ở đây. Chúng ta làm sao để cho bóng nó không được báo lên màu đỏ khi chúng ta alo thật lớn mà khi chúng ta ngưỡng âm thanh chúng ta mở rất là lớn mà không bị báo đỏ. Thì bây giờ mình sẽ cân 1, 2, 6, 7 2, 6, 7 trường hợp 2, 6, 7 mọi người thấy không? Nó đã báo bóng đỏ, đỏ như thế này rồi thì chắc chắn rằng âm thanh ngưỡng đầu vào của chúng ta nó sẽ bị vỡ, nó sẽ bị over ngay lập tức. Thì làm sao chúng ta cân làm sao mà khi chúng ta alo lớn nó sẽ nằm ở mục màu xanh ngay giữa đây, cùng lắm nữa thì nó sẽ qua màu vàng là ok ha. Mọi người chúng ta cố gắng làm sao đừng để cho nó vượt ngưỡng lên màu màu đỏ. Mình sẽ test từ từ. 1, 2, 6. Quá rồi, giảm bớt. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Quá rồi, giảm tiếp. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Có thể mình giảm thêm một xíu nữa cho an toàn. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Đấy, mọi người thấy không? Mình alo rất là lớn nhưng mà nó chỉ báo lên màu xanh. Cùng lắm, nếu có lớn lắm như nữa thì nó sẽ qua bên màu vàng một xíu xong nó sẽ bay về thôi. Đấy, đây là khi chúng ta điều cũng rất là điều cái này là điều rất là quan trọng mà khi chúng ta căn cái ngưỡng âm thanh in đầu vào làm sao cho nó không bị over, không bị vỡ âm thanh. Có rất là nhiều trường hợp
chúng ta không căn cái vấn đề cái vấn đề gain đầu vào này. Riêng cái âm thanh đầu vào của chúng ta nó đã bị vỡ rồi, nó bị over rồi, thì nó sẽ cho ra hệ thống âm thanh chúng ta nghe không được sạch. Vừa rồi là phần tín hiệu in, mà đã có in thì phải có out. Về phần out thì thông thường bản digital hoặc analog, hai cái đường main out left right thì cũng được nhà hãng thiết lập sẵn, là ví dụ như 16 channel này sẽ được đều gửi tín hiệu ra đường main out left right sẵn nó rồi, thì nên chúng ta không cần phải thiết lập nữa. Trên digital thì có thể chúng ta sẽ thiết lập kênh ngõ main out, tùy biến được rất là nhiều cái nữa, nhưng mà để mà sử dụng một cách phổ thông thông thường thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cái ngõ main out left right đó làm cho hệ thống loa chính, tức là hệ thống loa phong. Còn ngoài ra nữa thì sẽ có là 6 đường mid out để sử dụng cho vấn đề chúng ta muốn gửi tín hiệu đến hệ thống loa nào, theo tùy từng cái chương trình mà chúng ta đã setup hệ thống loa. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta gửi tín hiệu vào từng đường mid out mọi người ha. Thì điều đầu tiên để gửi tín hiệu được ra đường mid out thì chúng ta phải làm gì? Ví dụ như ở mid thứ nhất đây thì mình sẽ gửi ra là loa sub. Ở mic thứ hai đây thì mình sẽ gửi ra là loa monitor. Số 3 và số 4 đây thì mình sẽ gửi ra hệ thống loa delay chẳng hạn. Để làm điều đó, đầu tiên mình sẽ phải vào phần cài đặt, vào phần boot setup. Về hệ thống loa monitor và hệ thống loa sub thì thông thường mình sẽ cho đánh là mono, chứ mình sẽ không cho đánh là stereo, cho nên là mình để chế độ là mono. Về hệ thống mic out 3 và 4, cái này thì mình sẽ sử dụng cho hệ thống loa delay, cho nên là mình sẽ sử dụng là còn gọi là loa surround mọi người ha, trong một căn phòng. 3 và 4 mình sẽ để chế độ là stereo. Sau đó mình sẽ link hai fader với nhau. Rồi ở số 5, số 6 mọi người muốn tùy biến nó làm, nó muốn ra hệ thống nào, chúng ta muốn gửi hệ thống âm thanh ra cái hệ thống nào thì chúng ta sẽ tùy biến vào cái chương trình của chúng ta thôi. Ở hiện tại thì bây giờ thì mình setup là 1, 2, 3 và 4. Rồi chúng ta trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần mid 1, tức là sub. Bây giờ mình muốn gửi tín hiệu nào vào loa sub. Micro, ví dụ như mình sẽ lấy là 4 đường micro đi. Bây giờ chúng ta có muốn là gửi tín hiệu vào loa sub hay không? Chúng ta đậy 4 channel này lên. Mọi người nhớ cho mình là mọi người phải bấm vào làm sao cho bóng nó vàng ở mid thứ nhất đây. Mid thứ nhất chúng ta đang can thiệp đó là hệ thống loa sub. Và bây giờ mình sẽ gửi âm thanh ra hệ thống loa sub, gửi tín hiệu âm thanh. Mọi người không muốn cho tiếng mic ra sub thì mọi người gửi ít thôi. Đó, hoặc là mọi người tắt luôn, tùy biến mà. Rồi, còn mình thì mình sẽ gửi ví dụ như vậy đi. Đó, mình sẽ gửi 4 channel micro này ra hệ thống loa sub. Rồi các hệ thống nhạc cụ này kia mọi người muốn ra sub không? Để lên. Có nghĩa là chúng ta muốn tín hiệu nào được ra loa sub thì chúng ta bấm vào phần mid 1. Out ra loa sub đây, chúng ta gửi tín hiệu lên từ 9 đến 16 chúng ta cũng đưa lên luôn. Mình muốn cho tất cả các tín hiệu loa sub thì mình cứ bấm đến mình đưa lên. Đó. Và tiếp đến là mid out 2. Mid out 2 mình đang muốn là làm monitor. Thì bây giờ mình có muốn là gửi tín hiệu ra loa monitor hay không? Bây giờ mình sẽ gửi ra. Mình setup gửi ra. Rồi, tiếp tục qua trang số 2 là từ 9 đến 16, bấm tới, gửi ra. Rồi, tiếp đến tương tự cũng như 3 và 4 là hệ thống loa delay. Mình có muốn gửi tín hiệu âm thanh ra hệ thống loa đó hay không? Mình sẽ có gửi. Rồi, mình đưa tất cả 16 channel tín hiệu in gửi ra out. Bấm vào trang 2. Rồi, cái này thì mình đã link rồi, mình đã chọn chế độ stereo rồi, cho nên là mình chỉ cần bấm vào số 3 thôi. Mình đưa lên thì số 4 nó sẽ nhận luôn, mọi người thấy đấy. Rồi số 5 này, chưa gửi này, số 6 chưa gửi này, matrix chưa gửi này. Đấy, mid 1 mình đã gửi, mid 2 mình đã gửi, mid 3 mình đã gửi, mid 4 mình đã gửi. Mọi người thấy không? Rồi bây giờ về vấn đề gửi đã xong. Về vấn đề tín hiệu âm thanh. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta gửi tín hiệu ra 4 đường mid out mà mình đã thiết lập rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử xem là 4 cái đường mid out đó nó đã có tín hiệu out ra hay chưa. Bằng cách chúng ta sẽ bấm vào đường output đây. Nó sẽ hiển thị ra như thế vậy. Bây giờ mình thử alo mic xem là nó
đã có tín hiệu đầu vào ra hay chưa ha. 1267, 1267, mọi người chúng ta thấy từ 1 tới 4 nó đã có tín hiệu A ra rồi. Tại sao mà cái fader in đầu vào mình chưa đậy lên mà out nó đã ra tiếng rồi, nó đã có tín hiệu out rồi? Thì là vì mình đang để chế độ là pre, tức là nó sẽ không can thiệp trên fader in nữa, mà khi chúng ta cắm tín hiệu in nó sẽ qua xử lý và nó sẽ đưa ra luôn, chứ nó sẽ không can thiệp cái fader tín hiệu in này nữa. Thì như vậy nó sẽ rất là rắc rối khi trường hợp mic hú chúng ta muốn giảm, thì chúng ta phải giảm bằng cách nào? Chúng ta phải bấm về out rồi chúng ta giảm từng ốc một hả? Nhưng vậy quá rắc rối. Thì để được như vậy thì chúng ta sẽ phải chọn chế độ, tắt chế độ rùi đi, để làm sao cho nó can thiệp qua cái fader in này, sau đó qua xử lý thì nó mới qua phần fader out. Thì như vậy nó sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta khi chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ bấm vào trang thứ nhất từ 1 tới 8 đây, phần in đấy mọi người ha. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần này, nó sẽ hiển thị các bạn như vậy. Nó sẽ hiển thị có là mic 1, mic 2, mic 3, mic 4, mic 5, mic 6. Thì ở mic 1 chúng ta sẽ tắt cái chế độ rùi này đi, để cho nó can thiệp qua fader in, sau đó nó mới nó với qua fader out. Tắt mình hầu như mình tắt hết luôn đó mọi người, tùy vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. 1 2, bóng đèn không còn rồi mọi người ha. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có đẩy cái fader in lên, cho nên là out nó chưa thể có. Thì mình phải vào phần input đây, mình đẩy fader out lên. Thì bây giờ qua đây nó mới có 1 2 6 7 6 7. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test thử xem là mình đang cắm out ở mid số 1 để xem nó đã thông line hay chưa, nó đã có tiếng hay chưa. Mình sẽ bấm vào in, mình tắt đi. Sau đó mình bắt đầu, giờ mình sẽ đẩy fader lên này. Đấy. Mình sẽ đẩy luôn mid out, mid 2, mid 3, mid 4 luôn để cho dễ test ha. Rồi, bây giờ mình trở về phần in, đẩy channel số 1 lên. 1 2 6 7, 1 2 6 7, mọi người thấy không, nó đã ra rồi ha. Đấy. 1 2 4 5 6 7. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ cắm qua out, mid out số 2 để xem nó đã ra tiếng hay chưa. 1 2 4 5 6 7. Đấy, nó đã ra rồi. Tiếp tục cắm qua thứ 3 xem nó đã ra hay chưa. 1 2 4 5 6 7. Đó. Cắm qua thứ 4. Tức là chúng ta phải thông line trước. 1 2 4 5 6 7. Đó, nó đã có hết rồi mọi người ha. Về hệ thống để mà gửi tín hiệu thì nó đã thông line hết cả rồi. Thì bây giờ ở một clip khác mọi người, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta gửi effect vào từng channel. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.